Em chào các chị. Chào chị. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, cho nên là em mời mọi người dùng nước, coi như là chào sân vậy đó. Các chị uống gì nè, để em ghi. Trời ơi, hồi nào tới giờ hả? Chưa thấy ai mà dễ thương như là Hoàng Yến vậy á nha. Có một ly nước thôi mà đã mua chuộc được lòng bà chị mình rồi đó hả? Cái vấn đề là mọi người biết vậy, nhưng mà không ai làm. Một ly nước đâu có đáng nhiêu, nhưng mà hả, chỉ có những người hả đàng hoàng dễ thương như là Hoàng Yến mới làm được thôi. Rồi thôi, mọi người chọn món đi, Hoàng Yến đang đợi kìa. Thôi chị ngồi đi, đem ghi cho. Ê, cho chị uống gì? Ly căm giác nha. Dạ rồi, một căm giác. Ít đường thôi nha. Rồi. Chị Bình, chị uống gì? Vậy hả, cà phê sữa. Rồi, một cà phê sữa. Còn em chắc uống. Chị Hòa, canh giấy. Chị uống gì? Chị Hòa thì chỉ có công việc là no rồi. Anh muốn cái gì đây? Cái gì? Anh vẫn tiếp tục trò đeo bám này hả? Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Sao? Anh đứng dưới cổng hả? Trời, trời ơi, muốn cái gì đây trời? Alo. Alo, chị Dung Hòa. Chị có nghe máy không? Alo. Em nè. Sao rồi chị? Chị nói sao? Chị không về văn phòng hả? Em đang đứng đợi chị ở trước tòa soạn nè. Thôi vậy chị không về thôi, vậy để em đón taxi em về. Dạ em chào chị. Cũng may là hôm nay các em giải cứu chị, cảm ơn em nhiều lắm. Có gì đâu chị. Chị bữa trước chị giúp em, nay em giúp lại là huề mà. Mà em không ngờ chị có fan cuồng dữ vậy đó nha. Trời ơi, cuồng gì đâu. Mấy người đó đầu óc không có bình thường em ơi. Mà anh ta đeo chị dữ vậy? Chắc là yêu chị dữ lắm ha. Cũng chưa có đến giai đoạn đó đâu em mà. Dạ vậy thôi, chị ngủ sớm đi, mai còn đi làm nữa. Bye chị ha, chúc chị ngủ ngon. Bye bye em. Dạ xin lỗi cô. Cô cho tôi hỏi. Anh là ai? Tôi là bạn trai của Dung Hòa. Cô có thể cho tôi biết Dung Hòa đang ở đâu? Tôi không có biết đâu. Chị Dung Hòa nói là đi ra ngoài có công việc, sau đó là về nhà luôn. Sao anh không gọi điện thoại cho chị đi? Có chứ. Tôi có gọi cho cô, nhưng mà tôi và cô có chút hiểu lầm, cho nên cô cứ tránh mặt tôi hoài. Không có liên quan tới tôi. Cô. Mà nếu chị ấy đang giận á, anh đừng có theo làm gì. Chị ấy hiền lắm. Để khi nào chị ấy nguôi á thì hãy xin lỗi. Cô hiền? Bạn của những quỷ? Ý tôi nói là Dung Hòa rất giỏi đóng kịch. Nếu mà anh thấy chị ấy dữ như vậy á thì em theo làm gì? À, chắc là anh đã làm điều gì đó cho nên chị ấy không muốn gặp anh đúng không? Cô nói chút chuyện. Tôi và cô có chút để làm nhau. Tôi muốn giải thích với cô, muốn gặp cô, nhưng cô cứ tránh mặt tôi hoài. Bộ anh yêu chị ấy lắm hả? Yêu nhiều lắm. Cô ơi, cô là bạn thân của Dung Hòa phải không? Ông ấy, cô giúp tôi và cô về với nhau đi. Tôi sẽ không quên ông cô đâu. Thank you.
Dạ em chào mấy anh. Dạ em chào anh Thương. Chào em. Em là Hoàng Yến ở phòng marketing. Ủa sao bữa nay lại có một đại mỹ nhân tới thăm cái phòng toàn là trai đẹp mà ế như tụi anh không vậy ta? Dạ em có chuyện muốn nhờ mấy anh chút xíu. À người đẹp nhờ là anh giúp liền. Dạ. Anh thiết kế giùm em cái bản quảng cáo này thiệt đẹp nha. Em tính gửi cho khách hàng chiều nay. Mấy cái này á, là chuyện nhỏ thôi. Anh sẽ giao cho em trong vòng 5 nút nhạc. Dạ em cảm ơn anh. Ê đâu đưa tôi coi. Dạ dạ nè, dạ đây ạ. Thôi đi. Ê cái này sếp chưa duyệt mà. Dạ cái này em mới làm xong. Muốn có gấp cho nên em mới qua nhờ mấy anh nè. Chưa biết người ta như thế nào nên là em muốn qua chào hàng trước thôi. Mà tại vì thấy sếp anh đang bận việc cho nên là em mới nhờ mấy anh đó. À thôi được rồi bây giờ vậy đi. Dạ. Em cứ qua hỏi ý kiến sếp anh trước. Nếu mà anh đồng ý một cái á thì tụi anh sẽ làm cho em liền. Hả? À, dạ. Dạ anh Thương, anh cho em hỏi chút xíu được không? Em định nhờ phòng mình thiết kế giùm em mấy tờ quảng cáo để em gửi cho khách hàng. Khách hàng này em mới liên lạc được cho nên là em đang cần rất gấp để gửi cho người ta đó anh. Anh giúp em nha. Yến đã trình cho ban biên tập và giám đốc công ty truyền thông những kế hoạch này chưa? Dạ chưa. Gấp quá cho nên là em nhờ mấy anh luôn. Nhưng khi nào có phê duyệt thì anh mới làm được. Em vào tòa soạn này cũng được một thời gian rồi. Mấy cái quy định cơ bản này em có biết rõ mà. Là nhân viên, đâu phải muốn làm gì thì làm đâu em. Dạ em biết quy định của công ty mình mà anh. Tại em thấy khách hàng mới mà thời gian mình cũng hơi gấp cho nên là em mới nghĩ là không sao. Không sao với em thôi. Nhưng mà sao đầy trời với tụi anh đó. Cái chuyện này tội của em còn nặng hơn của anh nữa. Đã biết rồi mà còn cố tình vi phạm quy định. Thôi em mang về đi. Khi nào giám đốc phê duyệt thì đem qua đây. Nè nè mấy cậu nè. Dạ. Sau này á, tất cả các công văn, giấy tờ, kế hoạch gì đưa qua đây cũng phải có phê duyệt đầy đủ thì các cậu mới làm nha. Dạ. Các cậu dạ. Mà làm bậy làm bạ là tôi cho nghỉ việc hết á. Dạ dạ em biết rồi. Dạ. Thôi em về đi. Em sẽ rút kinh nghiệm. Em cảm ơn anh. Ủa xin chào. Chào chị. Anh Hoài Thương. Anh đang lao Hoàng Yến vụ gì vậy? Có gì đâu em. Hoàng Yến chỉ làm sai quy trình làm việc. Anh chỉ đang nhắc nhở cô ấy thôi. Người ta mới vô tòa soạn không bao lâu mà anh dọa người ta như vậy. Rồi người ta sợ người ta không đi làm nữa. Là sếp đòi người anh đó nghe. Chỉ là chuyện công việc thôi mà em. Phải không Hoàng Yến? Dạ. Mà em biết không, dễ dầu gì ai dọa được cô ấy. Cô ấy mà không dọa anh á là may lắm rồi. Kiểu này á chẳng khác gì con cáo chơi chùm nho xanh lè. Thì xanh thật mà em. Phải không Hoàng Yến? Không những xanh mà còn chua và chát nữa là đằng khác. Nhưng mà cáo đã tìm thấy được chùm nho khác chín mọng rồi. Ôi, vậy chắc là do em rồi. Anh Thương thấy dạo này á em đi chung với Hoàng Yến thường rồi bỏ bê anh nên anh ghen rồi anh mới trút giận lên đầu Hoàng Yến chứ gì, đúng không? Ôi trời, em đúng là đi guốc trong bụng của anh đó. Vậy xử sự sao thì tùy em nha. Hai người tán tỉnh công khai trước mặt em đó nha. Vậy ra em bị ghét vì là người thứ ba rồi. Hoàng Yến, chị đang xử lý anh Hoài Thương cho em chứ bộ. Xử anh hả? Anh Thương, ảnh làm như vậy là đúng mà chị. Cũng may là có ảnh chỉ dạy em. Chứ không mà chuyện này tới tai sếp á, chắc em không còn ở đây rồi. Có gì đâu em, chuyện nhỏ mà. Đừng sao em rút kinh nghiệm là được rồi. Dạ. Cảm ơn anh. Nè, qua phòng chị đi, có cái này hay lắm. Chào dạ. Mấy anh nghe. Em chào anh. Chào mấy em. Anh em mới 20 tuổi mà nói chuyện chững chạc ghê. Anh ngày càng ghi nói chuyện với em. Ngày nào mà không gặp em á là anh nhớ lắm đó. Em cũng ghiền nói chuyện với anh rồi chứ bộ. Anh nói chuyện rất hấp dẫn ngọt ngào. Không biết ở ngoài anh có được như vậy không ta? Em nghĩ thử xem. Tiếc là anh ở tận bên Mỹ luôn. Không biết bao giờ mình mới gặp nhau đây. Có khó gì đâu em. Anh đi về Việt Nam suốt
Lần nào á anh cũng có vài ba phi vụ làm ăn ở Sài Gòn. Thứ bảy này á anh lại bay về nữa đây. Trời ơi, anh giỏi quá vậy. Mà nếu anh về á thì mình gặp nhau đi. Em ra sân bay đón anh được không? Ừ, để anh coi. Có gì anh sẽ liên lạc với em nhé. Ôi, vậy chắc là do em rồi. Anh Thương thấy dạo này á, em đi chung với Hoàng Yến thường, rồi bỏ bê anh nên anh ghen, rồi anh mới trút giận lên đầu Hoàng Yến chứ gì, đúng không? Đúng là đồ hai mặt. Không biết vì sao chị ta suốt đời cứ án trước mặt mình như vậy chứ. Con nghe nè má, con mới gửi tiền về rồi mà. Mọi người làm ơn xài tiết kiệm giùm con được không? Cứ kiểu này á, nói còn lỡ chứ đừng nói chi là con. Thôi được rồi, để mai con gửi về thêm mấy triệu nữa. Mà má nữa, má thôi đưa tiền cho mấy đi. Con đi làm cực khổ vất vả, không phải là đi cung phục với cái con người như vậy. Má, con đã không coi mấy là cha của con từ lâu rồi. Má mà còn tiếp tục đưa tiền cho mấy nữa thì con sẽ không gửi tiền gì cho má nữa đâu. Trời ơi, cái ngày gì vậy không biết nữa. Ủa chị Hoa, ừ? Chị kiếm em hả? À không, chị gặp anh Nam có chút chuyện thôi. Em chào anh. Chào em, em ngồi đi. Dạ. Chuyện em đi gặp ông Tommy á, sao rồi em? Anh à, đây đâu phải là công chuyện của em. Em cứ xen vô hoài á, thì nhân viên của anh để làm cái gì? Ông Tommy á, ông chỉ muốn làm việc với em thôi. Ông thích em á, từ bài báo mà em viết về ổng đó. Mà ai biểu á, em viết hay quá làm chi. Mấy lần anh cử nhân viên khác á, mà ổng đâu có chịu. Ổng nói là em hiểu hết cách làm việc của ổng và công ty của ổng. Thôi, em coi như hỗ trợ phòng anh lần này đi. Anh à, cũng khó xử cho em quá. Đây không phải là việc của em mà. Dạ, mời anh chị dùng nước. Anh Nam, em thấy phòng anh á hơi phung phí nhân lực đó nha. Vậy mà còn kêu là thiếu nhân sự là sao? Ủa Yến. Dạ. Đây đâu phải là công việc của em. Dạ. Ai kêu em làm việc này vậy? Dạ, việc nào của phòng mình á thì em cũng muốn thử hết á. Anh yên tâm đi, em vẫn đảm bảo hoàn thành tốt công việc của em mà. Nhiệm vụ quan trọng như vậy mà phòng anh vẫn chưa chịu tung vũ khí bí mật ra hả? Ủa, bộ phòng mình có vũ khí bí mật hả? Dung Hòa đang nói em đó. Em. Hay là vậy đi, Dung Hòa, em đi cùng với Hoàng Yến một lần để sẵn giới thiệu Hoàng Yến với bên đó luôn. Nếu được á, sau này công việc này sẽ giao cho Hoàng Yến phụ trách, không phải làm phiền đến em nữa. Em thấy sao? Dạ, em ok liền, không có sao đâu anh. Vậy thì tốt quá. Ngày nào cũng như ngày nào. Hết dọn dẹp lau chùi bếp núc, rồi cửa hàng, sổ sách. Sao mà chán quá vậy nè trời. Đi vô đi ra chứ có mình với mẹ chồng. Chồng thì đi biền biệt từ sáng tới khuya mới về. Về tới nhà thì lăn ra ngủ. Sáng thì lại đi. Như vậy á thì phải nói là mình lấy mẹ chồng, lấy cái nhà của chồng, chứ lấy chồng cái nổi gì trời. Ủa, em dâu, làm gì mà ngồi thơ thẩn vậy? Thôi, lo dọn dẹp đi, rồi còn đi nghỉ. Ngồi ở đây làm gì? Khi nào thằng Hậu về thì về, hơi đâu mà em đợi nó. Nghỉ ngơi sao mà được hả chị? Còn bao nhiêu chuyện em chưa làm kia kìa. Phải lo chuẩn bị đồ để sáng mai mẹ cắm hoa giao cho khách. Ủa, mà sao chị hai về trễ vậy?
Em và mẹ chờ cơm chị đó nha. Chị xin lỗi em nha. Chị đi làm rồi đi cà phê với bạn bè, nhân tiện ăn tối luôn. Vui quá nên chị quên gọi về báo với nhà, đừng có đợi chị. Sống như chị thích thiệt á, tự do, thoải mái, ăn mặc đẹp, được ra ngoài gặp gỡ người này người kia, rảnh rỗi thì đi uống cà phê, đi du lịch với bạn bè. Đâu có như em đâu, tối ngày cứ bếp núc nhà cửa hàng. Sáng thức dậy á, ngày nào cũng chán như ngày nào, chán thiệt chán luôn á. Em với mẹ ở nhà có chuyện gì hả? Hay là em cãi nhau với thằng Hậu? Mà tụi em mới cưới nhau không bao lâu, chưa gì mà cãi lộn như vậy rồi. Không có chuyện gì đâu chị à. Chỉ là em tới Gò Bó hơi khó chịu. Chị hai, hay là chị kiếm việc gì xin cho em đi làm đi nha. Em ở nhà bán hàng với mẹ cũng là làm việc rồi, cũng thoải mái tự do hơn, chứ sao lại Gò Bó khó chịu. Hay là mẹ khó khăn với em hả? Có gì á em cứ nói với chị đi, để chị nói mẹ giùm cho. Mẹ hiền lắm, em đừng có sợ. Không có chuyện gì hết á. Tại em chán ở nhà quá thôi. Em muốn đi làm, rồi tự kiếm tiền, em tự chi tiêu. Và nhất là được tự do, muốn làm gì làm. Em mà biết trước như vậy hả? Em chẳng lấy chồng sớm làm gì đâu. Sống như chị á, thích hơn. Chị nhìn em bây giờ đây nè, có giống y hệt như oxy không? Không có phải như vậy đâu. Mỗi người mỗi cảnh. Mơ ước đến đời sống của người khác mà làm gì? Con thì muốn sống như chị hai con. Còn mẹ đó, thì mẹ chỉ mong chị hai con lấy chồng để yên bề gia thất. Có vậy mẹ mới yên tâm được. Mẹ. Mẹ, thưa mẹ con mới về. Mà con nói vậy đó, người ngoài nghe được không hiểu, lại nghĩ mẹ khắc nghiệt với con dâu. Kể cả việc nhà con với mẹ cùng làm, việc gì làm được mẹ cũng làm, chứ có bắt con gánh hết đâu. Mà con nói là con như ô xin, ba má con mà nghe được lại nghĩ là mẹ đối xử với con không tốt. Dạ, ý của con đâu phải nói vậy đâu mẹ. Đó, chưa gì mà chị con đã hỏi mẹ là có khó khăn gì với con không. Chị con là người nhà mà còn nghĩ vậy thì huống chi là người ngoài. Dạ, tại bữa nay anh Hậu lại đi gặp khách hàng và đối tác gì đó, ngồi đợi cửa hoài mà không thấy về. Buồn quá con nghĩ ngợi lung tung vậy thôi, chứ con đâu có ý gì đâu mẹ. Thằng Hậu nó đi làm cũng chỉ vì nghĩ cho vợ, muốn kiếm tiền về cho vợ xài, chứ trước kia nó đâu có vất vả như vậy đâu. Mẹ. Từ ngày nó lấy vợ, mẹ thấy nó khác hẳn đi rồi. Tiền bạc thì đã có chỗ cất, chẳng thèm gửi cho mẹ, gửi chị nữa. Con chỉ ngồi đó chờ chồng mang tiền về, vậy mà cũng kêu mệt. Mẹ, em nó cũng chỉ nói vài câu cho vui thôi. Mà mẹ cũng nói thằng Hậu đi, có vợ rồi đi làm về sớm sớm, để anh Lan chờ cửa hoài thì tâm trạng nào mà vui được. Tiền không phải là tất cả, bây giờ chưa có con cái gì hết á, còn đỡ. Chứ mai mốt có con rồi thì sao đây? Chuyện của vợ chồng nó, tự nó quản lý lẫn nhau. Việc gì mà mẹ phải nói? Dạ, để con vô trong dọn dẹp. Mẹ, Lan nó còn nhỏ, mẹ có gì mà không hài lòng á thì mẹ từ từ chỉ cho nó. Mẹ đừng có khó khăn với nó quá, tội nghiệp cho nó mà mẹ. Mẹ, mẹ cũng phải thương nó, để sau này á con lỡ làm dâu người ta thì người ta cũng thương con chứ. Nhìn nó hết muốn lấy chồng luôn đó mẹ. Con khác, nó khác. Con có sự nghiệp công việc đàng hoàng rồi mới đi lấy chồng, chẳng phải sống phụ thuộc vô ai thì ai dám làm gì con. Ai mà biết được hả mẹ. Lại diện cớ này cớ kia để chần chừ việc chồng con phải không? Mẹ nói cho bà hay, lấy chồng muộn, có con muộn là cực lắm đó nghe. Con thấy con Lan không? Lấy chồng bao lâu rồi mà cũng chưa có tin vui gì hết. Đi đâu ai cũng hỏi, làm mẹ cũng lo. Thời nay á, việc sinh đẻ khó khăn lắm. Hết lo cho con, rồi lại lo cho vợ chồng nó. Mẹ muốn chết đi được.
Mẹ thôi mà thôi nha. Ngày nào á mẹ cũng nói cái điệp khúc đó hoài à. Riết rồi á dâu con gì á nó cũng trốn mẹ hết luôn á. May mà con đi tối ngày á, chứ ở nhà nghe riết như con Lan á chắc con cũng điên luôn à. Dâu con thời nay có phải như ngày xưa đâu. Mẹ nói hai câu mà nó đã te te bỏ đi rồi đó. Con không thấy sao? Còn con nữa. Dạ 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 con biết rồi con biết rồi. Con buồn ngủ quá à. Con đi ngủ nha mẹ. Mai con phải làm nhiều chuyện lắm. Mẹ khóa cửa đi ngủ đi. Đừng có chờ thằng Hậu. Khi nào mà nó về á thì nó kêu cửa mà. Nha mẹ nha. Ngủ ngon nha mẹ nha. Còn với cái không biết đến bao giờ mới hết lo đây. Cảm ơn anh, lần sau liên lạc trực tiếp với Hoàng Yến giùm em nha. Dạ, xin lỗi anh, vì em mới đi làm cho nên chưa có card visit. Anh có thể cho em số điện thoại để tiện liên lạc được không ạ? Thôi, không cần. Đây là card visit của tôi. Dạ. Dạ, đó là số điện thoại của em. Có gì anh lưu lại để tiện liên lạc nha. Cô Yến khá nhanh nhẹn đó. Làm việc với anh á mà không nhanh nhẹn thì làm sao mà làm việc được ạ? Ý cô là sao? Dạ ý em là người dứt khoát như anh rất ghét lề mề, đúng không anh? Chắc người trong công ty cô đòn về tôi nhiều lắm phải không? Đúng không cô Dung Hòa? Dạ em có nói gì đâu ạ? Dạ không phải chị Dung Hòa nói đâu, mà là do em quan sát mà thấy thôi ạ. Vì em để ý khi mà anh ký tên á, nét bút đậm và sắc, chứng tỏ anh là người rất nghiêm túc và đòi hỏi cao. Đây là một người rất dứt khoát và nhanh nhẹn. Không ngờ công ty cô lại có một nhân viên vừa đẹp vừa thông minh như vậy. Anh thấy không, em có bao giờ giới thiệu sai người cho anh đâu. Lần sau á, Hoàng Yến sẽ làm việc trực tiếp với anh nha. Được thôi, tôi thích làm việc với những đối tác thông minh, nhạy bén, có óc phát đoán giống như hai cô vậy. Sao ăn hoài vậy? Trời ơi, mẹ ăn kiểu đó, con quà nó gọt mỏi tay luôn cũng không đủ đồ ăn cho mày nữa. Sao kêu giảm cân mà? Ủa? Ê, ăn trái cây đâu có bị lên cân đâu. Uổng công, ba mày ở nhà lên chương trình giảm cân cho mày hoài. Ra đường ăn thấy thương luôn. Ăn như vậy làm sao mà giảm cân nổi. Gì vậy mắc nghẹn hả? Chết cha! Cái gì vậy? Tao quên uống thuốc rồi. Hả? Uống thuốc hả? Tới giờ uống thuốc của tao rồi. Mày uống thuốc người thai hả? Thôi đừng có uống, mày không có thai được đâu. Thưa bà, thuốc này là thuốc giảm cân. Giảm cân mà cũng phải uống đúng giờ nữa hả? Tao đâu có biết đâu. Ba tao cũng dặn á, mỗi lần mà con thèm ăn con phải uống một viên này vô. Mà sáng giờ á tao thèm ăn 5 lần luôn. Tao uống 5 viên không thấy gì nhờ gì hết á. Thôi tụi anh, không để tao uống lộn thuốc giỡn. Thuốc giỡn cái gì? Bây giờ có thần dược á cũng không có trị được căn bệnh thèm ăn của mày đâu. Không sợ, tao đã có thần dược rồi đây. Nè, tao sẽ giảm cân trong vòng 3 nốt nhạc. Bây giờ có 7 nốt nhạc mà cũng không có giảm cân được đâu. Nói nghe nè, triệu tập hội độc thân đến đây làm gì vậy? Nói đi, chuyện làm gì vậy? Hội độc thân của chúng ta, tứ đại mỹ nhân của chúng ta. Tứ là gì? Tứ là bốn. Mà tại sao bây giờ chỉ có 3 người thôi? Chờ con Hồng nó êm, nó tới rồi kìa. Chờ chút xíu tao uống thuốc. Chuyện gì vậy Hồng? Căng thẳng quá vậy. Ủa, mày định đi du lịch bụi nữa hả? Không, tao đi bụi luôn. Chờ nhờ mấy bữa nha. Vậy là nhà mày có nội chiến đúng không? Tao đang ngoại chiến với thằng cha thầy bói. Ổng á mới được mẹ tao dẫn về. Nói là để chấn hai cái vong của tao. Kêu là pháp sư cao cường lắm. Mà tao ghét, tao dẫn tụi nó đi bụi luôn. Khỏi đuổi. Ê, nè, rồi mày có dẫn tụi nó theo mày qua đây không vậy? Có. Không hả? Đó là mày rồi đó. Cứ thoát khỏi cái nhà đầy nhang khói đó là tao thấy sung sướng rồi. Ê, mà nghĩ cũng mắc cười ha. Tao với con này là một cặp mà tại sao má nó cứ suốt ngày đùng đẩy bắt nó đi lấy chồng. Còn trong khi đó tao nè, ba tao á, ông cứ canh tao giống như là canh chùa bà đanh vậy đó. Là giống như chùa bà đanh bà ơi. Đã không là tục ngữ mà mày đặt chơi chữ.
Không phải, ý của tao nói á là trai mà tới cua tao cũng giống như là bá tánh đi chùa. Còn tao á là bà đanh, còn ba tao á là người giữ chùa, hiểu không? So sánh kiểu thông minh ghê á. Mỗi người một cảnh mày ơi, như mày mới sướng. Sao sướng? Mày coi trong ba đứa, cứ đứa nào thoát khỏi được cái điệp khúc chừng nào lấy chồng của ba mẹ. Vậy bà con hàng xóm không? Nghe riết tao muốn trốn luôn. Giờ tao chỉ muốn được yên thân mấy bữa thôi, được không mày? Ê Lệ, mày không muốn cho tao ở nhờ hả? Gì vậy? Gì vậy mày? Mày sợ á mấy con ma theo con Hồng qua ám mày phải không? Mày đừng có hù tao nha không? Trời ơi, tao đang suy nghĩ mà. Suy nghĩ gì? Thì coi nè, tụi bay nhìn tao có già lắm không? Không có. Mày làm gì sợ già dữ vậy? Thì nhìn trước nhìn sau, xem mình ra sao thôi mà. 30 tuổi rồi còn gì nữa. Cái gì mà 30? 32 rồi đó cô nương. Nhưng mà hôm nay mày sao vậy? Tự nhiên lôi tuổi tác ra đây làm gì? 30 hay 32 thì sao? Có đôi khi tao vẫn nghĩ là chẳng lẽ trong cuộc sống này không có ai dành cho mình hay sao? Một ai đó yêu thương mình, một ai đó chờ đợi mình. Có những bữa đi làm về, bước vô trong căn phòng này, sao cảm thấy cô đơn quá. Ban ngày thì nhí nhố, đùa giỡn vui vẻ bao nhiêu, còn đến đêm về sao thấy buồn quá. Đôi khi tao thấy vui vì được cô đơn, vì được làm những gì mà mình thích. Nhưng mà đôi khi tao thấy nó vô nghĩa quá, không có ai chờ đợi mình về hết. Ê Văn Chương, mày hiểu gì không mày? Mày đừng để tâm trạng như vậy xâm chiếm bản thân mình. Hãy sống tích cực lên. Đúng, mình mạnh khỏe nè, có công việc nè, có đời sống ổn định đã là một điều hạnh phúc cho bản thân rồi, đúng không? Chính xác. Mày đâu có cô đơn, mày có ba tụi tao nữa. Tụi mình cô đơn nhưng mà không cô độc, đúng không? Gọi một tiếng là tụi tao có mặt liền, cô đơn gì nữa. Mày cứ sầu não như vậy làm nản lòng chiến sĩ của hội độc thân á là tụi tao phạt mày đó nha. Đúng. Thôi được rồi, thì lắm lúc tao cũng thấy sao sao. Mà mày làm gì dữ vậy? Mày biết không, hôm nay đi đường á, tự nhiên á, cái thằng kia nó gọi tao: Em. Rồi sao nữa? Từ khi mà nó nhìn thấy mặt tao lúc tao quay lại á, nó bỏ đi luôn. Chắc tao già lắm, làm tự dưng tao lo cho nhan sắc của mình. Thôi bà ơi, dẹp mấy cái ông trai trai qua một bên giùm tôi một cái. Tao có cái này muốn kể tụi bay nghe nè. Vụ gì? Dung Hoàng sao? Mày nhớ cái vụ hôm bữa mà mày hỏi tao xong rồi mày nhờ tao không? Vụ gì? Cá nó đã cắn cái câu rồi. Nhưng mà vụ gì mà cá đã cắn cái câu rồi? Trời ơi, tụi trời bực bội dễ sợ luôn á. Hả? Thì đó, hồi bữa mày kêu tao á ngồi coi cửa hàng, rảnh rỗi quá mà phải lên mạng chat chít tìm bạn bốn phương, tìm tư liệu cho mày viết cái bài tình internet đó nhô. Rồi sao? Xin giới thiệu với các bạn, bây giờ công chúa mộng mơ đã gặp được chàng hoàng tử lãng mạn rồi. Ê mà chàng của tao xịn như tụi bay, doanh nhân đại diện còn dư kiều Mỹ nữa. Ê chàng hẹn tao thứ bảy này á về Việt Nam hẹn hò với tao nè. Ba nút nhạc của tao á tụi bay ơi. Trời đất ơi, cái chuyện này không vậy? Tao kêu mày á chát chít để giả giờ chọc ghẹo thôi. Mày làm thiệt luôn hả? Hả chứ. Trời ơi, ba mày mà biết là cạo đầu khô tao luôn á. Bây giờ làm sao? Mày tính đón ảnh thiệt hả? Đón chứ. Trước tiên á, tao phải bắt tao á, tao nè, phải giảm cân trong vòng 3 nốt nhạc. Trời, giống cái hình diễn viên ở trong avatar của tao á. Trời hả? Chuyện bất khả thi. Trời ơi, không được đâu. Nếu mà tao không giảm cân được á, tao không có can đảm đi gặp ảnh đâu. Tao lỡ làm theo lời của con Dung Hoàng nó nói tao á, tao đã khai man lý lịch rồi. Tao nói tao 20 tuổi, tao post cái hình avatar của một diễn viên Hàn Quốc lên. Bây giờ nếu mà gặp tao trong cái hình hài này chắc ảnh xỉu quá. Nhưng mà không. Hả? Gì vậy? Tao nhất định phải gặp ảnh, phải gặp ảnh thôi. Quà, tao đi với tao đi Quà. Trời ơi, không có được. Sao vậy? Thứ bảy tao phải đi làm mà. Không, đi với nó nha. Đi với tao đi.
Thôi thôi, tao mày đi có... với nó đi. Đi coi làm sao. Tao không có ưa gì mấy cái lão mà gạ gẫm gái trên mạng đâu. Ờ, mà lỡ thằng Chả thấy tao á, lại tưởng tao là bồ của mày thì sao? Sao được? Tất cả là vì con Hoàng. Con Hoàng phải đi với tao đó. Bởi vì tao lấy tư liệu cho nó viết bài mà. Tao với tao đi quà. Trời ơi, có thể là làm theo ý Văn Chương đi. Biết đâu khi mà có cuộc gặp gỡ định mệnh này á, thì bài báo của tao sẽ có một kết cục bất ngờ. Hả? Đi tạm nha. Rồi được rồi, để từ tao sắp xếp. Ôi, thôi quá. Đừng có ăn nữa. Giảm cân trong vòng 3 nút nhạc. Trời 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 trời. Sao ngày thường nhìn cũng được mà ta? Sao bữa nay coi tệ dữ vậy? Không sao, tốt gỗ hơn là tốt mấy sên. Cô Dung Hoàng đã nói á, coi như đây là thử thách của tình yêu. Văn Chương. Dạ, dạ, dạ cơ Chương. Con đi đâu rồi? Dạ, con tính đi ra ngoài đây mua một chút xíu đồ là con về liền à ba. Viết thư pháp xong chưa mà đi? Dạ rồi. Rồi hả? Dạ, dạ. Đưa ba coi coi. Dạ đây nè ba, con mới viết xong á ba. Đẹp chưa? Quá trời đẹp rồi phải không? Người ta nói á. Dạ. Nét chữ á là cái tánh người, là cái nết người. Dạ. Quá là không dạ. Sai mà. Con viết thư pháp á, mà cái nét chữ công nó rung rẩy, nó loạn choạng như vậy, nó thể hiện cái tâm của con á là không có tịnh. Còn nét chữ nó quá thô như vậy, không thanh thoát, cho thấy cái đầu của con á nó nặng nề nhiều thứ tạp nham ở trong đó đó, con biết không? Còn thần thái của thư pháp đòi hỏi sự mềm mại, sự quyến chuyển, nhưng con á cứng ngắc như vậy thể hiện cái gì? Thể hiện tấm lòng của con chưa được mở, con biết không? Ba, ba ơi đừng có quan trọng hình thức quá. Quan trọng là cái nội dung. Ba từng dạy con vậy ba không nhớ hen. Nhưng mà nội dung cũng đâu phải của con, của người ta. Ba ơi, ba có biết rằng ba là bóng cả của đời con. Ba che chở con vượt qua bao nhiêu bão tố phong ba của tình cảm hôn ba. Này ba, cái tên Văn Chương của con á, đó là bao nhiêu hoài bão của ba đặt vô trong đó, con biết không? Con biết mà. Con làm cho ba thất vọng quá đi. Sao con không giống ba gì hết vậy Văn Chương? Hả? Cái gì? Nói. Con có ý kiến nè. Nói đi. Ba, nếu như mà ba hỏi con là tại sao không giống ba, là ba hỏi lộn người rồi đó. Vậy bây giờ ba phải hỏi ai? Chắc ba đi hỏi mẹ đi. Mẹ con thì mất sớm rồi, còn ai đâu nữa mà hỏi. Con biết vậy luôn mới kêu ba hỏi đó. Từ lúc mà mẹ con mất á, ba đã nuông chiều con quá, cho nên con xin hư. Bây giờ không như vậy nữa, ba dứt khoát, ba phải uốn nắn con lại mới được. Nhưng ba ơi, con có ý kiến nữa. Ý kiến gì nữa? Mình uốn mình nắn gì á cũng phải có thời gian đúng không ba? Mình đâu có làm liền được. Dạ, bây giờ á con kẹt công việc một chút, chút xíu con về á ba uốn ba nắn gì cũng được nha ba. Thưa ba con đi. Không đi đâu hết. Con phải viết cho xong thư pháp, nét chữ không được đẹp thì không được đi. Ngồi xuống đây. Ba. Viết tiếp. Ba. Cãi bị đòn. Alo, mày đi chưa? Chưa, tao chưa có đây. Hả? Mày chưa đi nữa hả? Có chuyện gì vậy? Bà tao không bắt tao viết xong thư pháp mới cho đây kìa. Cái gì? Viết thư pháp gì? Mày tới cứu tao đi. Trước giờ bà tao chỉ có tín nhiệm mỗi mình mày thôi à. Mà hôm nay á tao mặc cái đầm màu hường. Gì? Có tần nữa đẹp mày lắm. Mặc đầm hường? Đầm tần á hả?
Trời ơi, cái tướng mày dòm cây như vậy. Dòm cây là gì? Dòm cây là giày cơm như vậy đó. Mà mặc đồng hường nữa là nổi cả một sân bay luôn đó. Trời ơi, sự kiện ngang. Hoàng đế của mày thật là diễm phúc. Không à, thôi không cười nữa. Rồi, để tao gọi cho ba mày cho. Lẹ lẹ nha. Rồi vậy ha, yên tâm. Ừ. Dạ, con chào bác ạ. Dạ, để con nhắc nó. Bác cũng nhắc nó giùm con là nhớ đi sớm. Không thôi mẹ con đợi à. Dạ rồi, dạ. Con cảm ơn bác ạ. Dạ dạ, con chào bác. Có ai không? Hơn 30 tuổi đầu rồi mà còn nói dối bố mẹ giùm nhau để đi chơi với bạn trai nữa chứ. Y như tủ tin vậy à. À, dạ chào cô. Dạ. Cô cho tôi hỏi phòng Dung Hòa đâu vậy cô? Phía bên này nè anh. À, dạ, cảm ơn cô. Dạ, không có gì. Alo, tao nghe nè. Tới sân bay liền đi. Tao tới liền đó. Vậy nha, vậy nha. Em làm tốt lắm. Dạ. Anh không ngờ em lại dàn xếp được bên đó nhanh như vậy. Dạ, tại vì em làm theo những điều anh nhắc nhở thôi à. Ủa, phụ lục hợp đồng có chỉnh sửa bổ sung đâu? Sao vẫn để cái cũ vậy? Dạ, phụ lục hợp đồng hôm đó em đã soạn thảo xong rồi. Nhưng do con dấu hôm đó trưởng phòng tài chính cầm đi ra ngoài có việc, cho nên là em chưa có đóng dấu nên chưa lấy về được anh. Vậy bao giờ mới có? Dạ chắc chắn đầu tuần sau có thưa sếp. Em làm việc trong máy suốt cả ngày mà em có biết sáng nay ông đi công tác nước ngoài một tháng không? Dạ dạ em không biết. Vậy sao Dung Hòa biết? Dung Hòa gọi điện thoại cho anh nhắc em á là liên lạc với ông ta gấp. Anh đã tạo điều kiện cho em như vậy rồi mà em không biết nắm bắt nữa là sao? Dạ, dạ, anh bớt giận, để em liên lạc gấp với ổng. Dạ, em xin lỗi anh. Em xin hứa, bằng mọi giá em sẽ lấy hợp đồng về cho anh trong ngày hôm nay. Dạ. Dạ, anh thông cảm giùm em ạ. Dạ, anh chờ em chút xíu. Em tới liền ngay bây giờ ạ. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Ủa, Yến? Ủa, anh là... Tôi là Sở Dân, là bạn trai của Dung Hòa đấy mà. Bữa trước tôi và cô có nói chuyện với nhau đó, nhớ không? À, tôi nhớ rồi. Ủa, nhưng mà sao anh vô đây được? Tôi nói với bảo vệ, tôi là người giao quan, các ông cho tôi vô. Yến ơi, Yến ơi, Yến cho tôi hỏi, Yến chỉ cho tôi biết Dung Hòa đang ở đâu đi. Thì chị ở trong phòng chị chứ đâu. Không có, hồi nãy vô phòng tìm rồi, thấy cái giỏ của cổ không hả? Cho nên á, tôi chắc chắn là cô trốn tôi đó. Mà tôi thấy ngộ lắm nha. Cô với cổ hình như là hợp tác với nhau để mà đánh lạc hướng tôi thì phải. À, trời, anh bị khùng hả? Sao tự nhiên kéo tôi vô cái chuyện này vậy? Không có khùng đâu nha. Tôi thấy lần nào tôi đi tìm Dung Hòa chắc chắn cũng gặp cô là xong. Tôi làm sao tôi biết được, anh tránh ra đi. Trời, kỹ quan của tôi hết trơn rồi. Yến, Yến. Trời. Ông này, áo xanh, quần jean. Sao mập dữ vậy? Ông này quần jean xanh, áo trắng. Anh hoàng đế, hoàng đế. Hoàng đế. Một con vịt để ra hai cái chanh. Anh kêu rằng: chào anh hoàng đế, em là công chúa mộng mơ độc thân trong nick chat nè. Cô là công chúa? Dạ em đó. Công chúa Daddy có là Princess hả? Sao mập vậy Daddy? Anh có con rồi hả?
thương. Dạ. Công chúa mà sao không giống công chúa gì đấy đi? Giống không con? Nhưng không sao, Mỹ Cổ là công chúa là con thích rồi. Thiệt hả? Dạ. Ông đó nha, sao mà giờ bất ngờ quá vậy? Làm hết hồn, đang định gọi trong đây nè. Chào chú đi con. Dạ, con chào chú. Daddy ơi, con muốn đi Red Room. À. Hoàng đế, đây là bạn của anh. Chào hả? Con. Dạ. Dạ con, để chú đưa con đi toilet. Dạ. Dạ con, để cho ba con nói chuyện. Dạ. Đi đi con, đi đi. Để cô làm cho ba cho. Dùm chút đi. Dạ. Chú Khoa. Ủa, bộ luật hợp đồng của cô đây. Dạ chào anh. Bên cô hối quá mà lại bắt tôi chờ. Tôi trễ chuyến bay rồi nè. Ủa là sao anh? Là trễ vợ rồi chứ sao trăng gì nữa. Tôi đã nói là để tôi về rồi ký cũng được. Bộ luật hợp đồng thôi, có gì đâu ghê gớm. Không nói với cô nữa, tôi đi đây. Dạ cảm ơn anh. Chúc anh thường luận bình an. Ủa? Ủa? Vậy là sao ta?